Trang Tả Diệp trong y học thì nổi tiếng là vị thuốc giúp nhuận tràng, điều trị táo bón và các bệnh về đường tiêu hóa rất là hiệu quả. Ở video hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu về công dụng của cây phan tả diệp, mời các bạn cùng theo dõi. Theo đông y thì cây có tính hàn, có vị ngọt đắng. Theo phân tích y học thì thảo dược phan tả diệp có nhiều thành phần hoạt chất quý như là anuglucosid, caempirola, antraglucosid, isoramnetin và xenosid. Công dụng của cây phan tả diệp là giúp nhuận tràng, hỗ trợ điều trị ăn uống không tiêu, tiểu tiện khó khăn, bị táo bón và chứng bụng, giúp lọc máu, thanh lọc gan, giúp hạ men gan, hỗ trợ điều trị ung thư gan và xơ gan, giúp thanh nhiệt, giải độc, mát gan, sử dụng làm thuốc để tẩy ruột và hỗ trợ điều trị giảm cân, giảm béo bụng. Cách sử dụng phan tả diệp thì cũng giống như những cây thuốc nam khác, tuy nhiên thì đối với những trường hợp bệnh khác nhau thì chúng ta sẽ có những liều lượng sử dụng khác nhau. Đối với hỗ trợ điều trị nhuận tràng, táo bón, ăn uống không tiêu thì mỗi ngày chúng ta sử dụng khoảng từ 3 đến 5 gam lá phan tả diệp khô. Để sử dụng làm thuốc tẩy ruột sau phẫu thuật thì sử dụng từ 5 đến 7 gam lá phan tả diệp khô. Đối với trường hợp này thì có thể gây đi ngoài thường xuyên nhưng không sao, người bệnh không nên lo lắng vì đây là biểu hiện tốt. Các chất độc, dơ, cặn bã trong cơ thể được thải ra bên ngoài. Giúp hỗ trợ kích thích tiêu hóa thì đối với bệnh này chúng ta sử dụng từ 2 đến 3 gam lá phan tả diệp khô. Kiên trì sử dụng mỗi ngày thì sẽ giúp bạn ăn uống được ngon miệng hơn, đường ruột sẽ trở lại bình thường và tiêu hóa sẽ được tốt hơn. Để hỗ trợ giảm cân thì mỗi ngày chúng ta sử dụng 10 gam lá phan tả diệp khô với 1 lít nước và uống thay nước hàng ngày. Lưu ý là đối với những người thể hư, phụ nữ đang mang thai thì không nên dùng, và không nên dùng lúc bụng đói vì khi hỗ trợ điều trị táo bón và thông đại tiện thì sẽ vô tác dụng. Đối với trẻ nhỏ thì chúng ta chỉ sử dụng liều lượng bằng một nửa so với người lớn và chỉ nên cho trẻ sử dụng trong khoảng thời gian 1 tuần. Nếu như là các bạn đang có nhu cầu tìm mua sản phẩm phan tả diệp chất lượng và giá cả phải chăng thì hãy liên hệ với Thảo Dược Đức Thịnh thông qua tổng đài hotline ở bên dưới hoặc là đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng của chúng tôi để mua sản phẩm. Đối với những bạn ở xa thì chúng tôi sẽ giao hàng qua đường bưu điện thông qua dịch vụ COD của Viettel Post. Khách hàng có